Việt Nam thủ hai, Thái Lan hòa là hợp lý. Thái Lan và tuyển Việt Nam một lần nữa níu chân nhau ở vòng loại World Cup 2022, ASEAN Cup 2023, với kết quả hòa 0-0 trên sân Mỹ Đình tối 19 tháng 11. Giới truyền thông Thái Lan không hài lòng với kết quả một điểm và chỉ trích nặng nề hậu vệ trái Jirathon Bunmathan, người đá hỏng quả phạt đền giữa hiệp 1. Tuy nhiên, tiền đạo kỳ cựu TEZASILDANGDA đứng ra bênh vực Jirathon nhấn mạnh pha bóng này không phải nguyên nhân dẫn đến kết quả hòa ở Mỹ Đình. DANGDA phải nhận thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ hai liên tiếp và anh không thể dự trận tiếp Indonesia trên sân nhà vì án treo giò. Tiền đạo 31 tuổi này tuyên bố Thái Lan hòa trên sân Mỹ Đình là hợp lý vì những trận đấu với Việt Nam luôn không dễ dàng. Việt Nam vốn rất giỏi ở khả năng phòng ngự. Đây là điểm mạnh của rồng vàng và Việt Nam đã phát huy tối đa sức mạnh ấy trên sân nhà.